kim nó 700 ngàn, hộp tiền cũng đi. Mua hộp gì? Hộp kim. Hộp kim là gì? Kim chích á. Ủa, mua nhà tự đó hả? Dạ, phải mình phải tự đi mua đó. Không, mà cái đó là sao vậy? Kể ra mà. Cái đó hả? Cái đó tại em mổ tay sao nè, em chạy kim tù á. Là mình phải tự đi mua kim để chạy kim tù, chứ bệnh viện không có kim tù. Là mua đem cho bệnh viện dạ, hay là ở nhà tự ấy nha? Em mua đem mỗi lần đi chạy thì em đi hai tay. Vậy là ở trong nó không có. Dạ đúng rồi, không có. Mình đâu đem lại cái giường để nha. Đem lại cái giường mới vô mới quay rồi. Đúng. Mỗi lần chạy thì đem theo hai cây. Chạy với con mình ngồi mà. Là trong bệnh viện không có cái loại này hả? Dạ, không có loại này, tự mình mua. Dạ. Hôm nay thấy đặt trong lâu lắm. Là mua cái hộp đó là bao nhiêu cây? Dạ, 50 cây. 50 cây. Một cây 100 ngàn. Là gì? Tính là gì ta? Không, là nguyên cái hộp này 50 cây là nhiêu tiền? 700 ngàn. 700 ngàn hả? Mỗi lần em chích ra 2 cây. Này, ôi, này em chạy trong đồ nè. Ở chỗ đây còn nhiêu mà. Này hả? Để mới mua hoa kia. 5 cây, 5 cây hả? Ừ. Dạ đúng rồi, sao sao cái này nó bự lắm. Là ở trong bệnh viện không có loại cái dạ, này hả? Dạ, cái này mình phải mua hoặc là mình đặt của mình mới mua. Tại ừ. Dạ. Tay em nhỏ quá rồi, phải chạy kim này mới được. Chưa chẳng ta không có để sẵn cho mình hả? Dạ, mình phải mua, mình phải đặt bệnh viện. Dạ. Dạ. Là trường hợp chị đặc biệt bởi vì không có cái kim này hay là sao chị? Dạ đúng rồi, tại vì tay em nó em bỏ năm quá tay em cái mặt nó nhỏ quá để xài kim này không được. Còn lúc trước em xài kim nhỏ tay em bị được. Giờ nó ấy quá. Là cái này là cái kim nó bự hơn hả? Dạ kim này nó loại nó tù, nó mũi nó bự hơn. À. Là tự ở nhà mỗi lần đi chạy là chị đem theo. Dạ, hết rồi tự mình mua tiếp. Đúng rồi. Tự mình mua. Là cái này là một hộp gì chị xài được bao nhiêu ngày, 50 cây đến như thế nào? Dạ em xài được 12 lần là khoảng 4 tuần tháng á. Xài được 1 tháng. Xài được 1 tháng hả? Là một hộp gì là 700 ngàn. 50 cây. Là tiền kia riêng rồi tiền này riêng nữa hả? Dạ, đúng rồi, này tự mình mua. Rồi rồi. Bởi vì tháng này em mua lên học ngày qua nghỉ đi. Thì là mình phải tốn thêm một khoản tiền mua mấy cái kim dạ, này nữa hả? Dạ mua đi đọc rồi. Thì hôm nay trong tháng 7 dạ. Cô Vicky và chú Hân dặn quay trở về dành tình cảm, tình thương cho chị. Trong lúc chị bệnh thận, cô Vicky với chú Hân ở nơi xa, nhưng mà lúc nào tâm cũng phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm để gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Chắc có lẽ là cũng là nhân duyên thôi chị, nhân duyên mới đưa chị đến được với tình thương của cô Vicky ở bên Mỹ, với chú Hưng ở bên Mỹ. Nếu mà gọi chị đi kiếm cũng không có biết kiếm ở nơi đâu hết. Bởi vì là mình nói theo Phật thì nhân duyên, nên cô Vicky với chú Hưng đó đã theo cái chuyến hành trình của chị trong lúc bệnh hoạn khó khăn, thương cho chị, gia đình cũng khó khăn mà còn nuôi con còn nhỏ quá, nên cô chú lúc nào cũng tiếp sức để cho chị có động lực, có tiền để chạy chữa bệnh trong lúc bệnh, để chị có còn có sức khỏe, chị chăm lo cho con gái của chị nữa, cháu cũng có cha, nhưng mà mọi việc điều trong cuộc sống là chị là người mẹ cũng chăm sóc cho cháu. Nay quay trở về tháng 7 này, cô chú cứu giúp cho gia đình của chị, tặng món quà là 2.500.000. Em cũng mang đến nơi đây món quà của cô Vicky với chú Hưng là 2.500.000 cho chị và cháu. Sẽ có lời gì để gửi đến vợ chồng cô Vicky và chú Hưng, chị chia sẻ. Dạ, con xin cảm ơn cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ. Hãy cho con số tiền là 2.500.000 để con có tiền con đi chạy thận. Con xin chúc cho cô Vicky và chú Hưng được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc.
tiền vô như nước để có tiền giúp đỡ những người khó khăn giống như con. Con xin cảm ơn cô Vicky và chú Hân rất là nhiều ạ. Con xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn ông bà để cho tiền nghiệp con đi trên họ. Con chúc ông bà những sức khỏe, năm phúc ta phát lộc, tiền như nước cho hạnh phúc con xin cảm ơn. Rồi trong tháng 7 thì em có lợi đây. Dạ. Trao tặng món quà của cô Vicky và chú Hân cho chị á, thì biết được là chị phải mua cái loại kim gì này. Dạ. Để đi đến bác sĩ chạy loại kim khác của ta. Dạ. Thì một tháng này chị gặp chị phải tốn thêm một ít tiền nữa rồi. Dạ. Thì cũng cố gắng vượt qua nha chị ơi. Dạ. Bởi vì vậy có món quà bao nhiêu thì em mang đến để của cô chú rồi chị chia sẻ với chị. Thì đến nơi đây hai mẹ con tiếp tục nhận 2,5 triệu trong cái tháng 7 này. Dạ. Hai mẹ con có vui không? Dạ vui. Dạ rồi. Bây giờ cũng cảm tạ cái tấm chân tình món quà của cô Vicky với chú Hưng rất là nhiều. Chia sẻ cho chị Bích Vân có được 2,500,000 để tiếp tục cuộc hành trình chạy bệnh để có sự sức khỏe để ở bên con của chị, chăm sóc cho con của chị. Rồi bây giờ mình hỏi tới sức khỏe của chị thấy trong người mấy nay đỡ ổn định không hay làm sao, chị chia sẻ đi. Dạ, thấy trong người cũng khỏe. Tại có bữa thứ tư em mua hộp kim với 700,000 nên dạ. Không có tiền đi cho nên ở nhà. Nên bữa nay nhìn hơi phù chút. Dạ, dạ. Dạ, ngày mai em đi. Dạ, dạ, vậy là bữa đó là mua hộp này là 700,000 nó không có dạ. Tiền đi hả? Dạ. Tại kim này mình phải tự mua. Tại cái tay của em mới mổ á. Dạ, cái mạch nó còn yếu quá cho nên là mình phải xài kim này cho nó đỡ áp lực. Với lại mới lấy đủ máu ra để chạy. Nếu như mà mình gọi là những ngày tháng mà chị chưa gặp được cô Vicky với chú Hưng á, những ngày đó vất vả chật vật hơn dạ, thì chị rồi. Thấy cái sức khỏe nó làm sao? Dạ, không dám ăn. Không dám ăn hả? Dạ, có khi một tuần em đi được có lần à. Dạ. Dạ, mẹ không lo nổi. Với lại lúc đó Bảo Trân còn đi học á, tiền đi học rồi tầm lum hết rồi. Thiếu thốn nhiều hơn, còn ăn cũng không dám ăn nhiều. Dạ, đúng rồi, không dám ăn nhiều, tại vì mình cũng chưa chắc mình có tiền để mình đi á. Dạ. Cho nên là ăn cũng cầm chừng, ăn ngày ăn chừng chén cơm cho cầm hơi thôi. Dạ. Chứ không có dám ăn mà đầy đủ bữa như người ta, ngày ba bữa. Dạ, dạ, dạ. Từ ngày em gặp có duyên với cô Vicky và chú Hưng á. Dạ, dạ, em mừng lắm. Em chắc em nghĩ em cũng kiếp trước em cũng có tu cho nên là em có nhân viên gặp được cô với chú để cô chú giúp đỡ. Dạ, mỗi tháng thì cô với chú cho em được 2,5 triệu. Em cũng xoay sở rồi em đi cho Bảo Trân đi học rồi em đi chạy thận cũng ổn định. Dạ. Nên sức khỏe em cũng tốt. Giống như là có đồng tiền của cô chú rồi. Là chị ăn uống bình thường đỡ hơn. Dạ, đúng không? Rồi. Cô chú giống như là người cha người mẹ thứ hai của em đó. Giống như là Phật sống để cho em cái hy vọng để em tiếp tục cố gắng. Rồi. Dạ, rồi bây giờ chị cầm cái cây đó lên dạ. Đi chị cầm và cho nó đứng lên coi nó dạ. Sao. Vậy đó nha, dạ, nó cao lên vậy đó chị ha. Dạ đúng rồi, người ta chích vô mạch máu em. Dạ. Cái đầu này nè. Người ta hút máu ra. Dạ. Dạ người ta nói với màng lọc chạy. Cái mũi kim nó, cái đầu kim nó to lắm. Dạ. Nó mới đủ để mà hút máu mình, nó mới đủ để cái lượng máu mới chạy được. Còn cái kim lúc trước em chạy bên tay này nè, nó nhỏ quá cho nên em chạy riết rồi cái tay em nó bị gù lên nè. Nó gù lên quá. Đúng rồi, tại vì cái kim nó nhỏ quá, nó không có luôn. Nhưng mà bên đây còn máy không? Bên cái này gù lên nó còn dạ, máy. Dạ, tắt rồi. Nhưng mà người ta cũng không có lấy máy ra đâu. Dạ không, người ta không lấy máy, người ta để gì nè. Để luôn. Dạ đây đúng rồi. Để luôn vậy cho nên là em mới mổ tay này để chạy nè. Nếu mà sửa được là người ta đã sửa rồi. Tại vì cái bệnh của em là chỉ có chích tay mới lâu dài được. Bây giờ em hư hết tay rồi, em còn có tay. Mà bác sĩ nói là em cũng tay này của em chắc cũng xài được từ 7 năm tới 10 năm thôi. Bởi vì em biết em sống vô chân cũng được tầm đó rồi. Không có nhiều hơn được nữa. Và cái bệnh mình là bác sĩ nên nói thẳng vậy mà. Dạ, sống cũng có lâu. Giờ em còn có tay ráng gìn giữ chứ giờ em biết sao. Cố gắng thôi, bây giờ tay này đã hư rồi đâu có xài được nữa.
cho nên em giữ tay này với lớp trong tỷ với nó dạ. Không có làm nặng, không có lên nặng được luôn dạ. Chú hỏi Bảo Trân nè, Bảo Trân con thương mẹ nhiều không? Thương mẹ nhiều hả? Rồi mỗi ngày con có phụ mẹ làm việc gì không? Có. Con làm cái gì con kể cho ông bà nghe đi. Mai mốt về mẹ chết rồi mẹ nhớ về thăm con trong giấc mơ kia. Nói dặn gì nó biết á, nó dặn như vậy á. Mẹ nó nói về mốt về mẹ chết rồi mẹ về mẹ thăm con trong giấc mơ kia. Em nói ừ, tới đó mẹ về mẹ thăm con. Nó biết em không sống với lòng đó. Nó mẹ đang sống mẹ mai mốt mà con có chồng rồi con đẻ con với mẹ coi cháu ngoại cho con đi làm. Dạ nó nói như vậy. Nếu có một điều ước mơ, Bảo Trân có ước điều gì không? Con ước cho mẹ hết bệnh. Con ước cho mẹ hết bệnh hả? Dạ. Nó nhiều khi nó nói chuyện với nó. Nó biết em muốn sống lâu với nó. Nó dặn em vậy. Nó nói câu đó thì em rớt nước mắt luôn. Dạ. Mẹ mốt mẹ chết đi về mẹ thăm con trong giấc mơ. Bảo Trân ước cho mẹ hết bệnh, mẹ ở với Bảo Trân ha. Tại cái bệnh em thì em cũng biết cho nên em cũng chuẩn bị tâm lý. Dạ cũng dạy nó dạ cho nó sống tự lập á. Ở nhà Bảo Trân ngoan, Bảo Trân phụ mẹ quét nhà làm công việc với mẹ. Nó lớn chút nữa em chạy con nó mẹ là vui, có mẹ là vui nhất trên đời. Thương nó lâu lâu nó thẻ nó chuyển không biết ai dạy nó nữa. Trong giấc mơ có khi nào mà cha của Bảo Trân về á mà cũng chạy tọt lại đây thăm chị với Bảo Trân? Dạ có, năm rồi con vợ của anh sanh đứa thứ hai á. Dạ. Và về làm đầy tháng á. Dạ. Ngoài nội Trân á thì có chạy vô đây mà bữa đó em đi chạy thầy. Dạ. Ảnh vừa chạy vô là em cũng vừa xách túi đi chạy luôn. Dạ. Vô cái anh gặp Bảo Trân với kêu Bảo Trân lên xe ba chở về nội. Dạ. Thấy em vậy chứ cũng không có hỏi được câu là mẹ mày đi chạy thận hay là em đi chạy thận như thế gì cũng có hỏi luôn. Yeah. Dạ cũng không nói chuyện với em tiếng nào hết. Rồi Bảo Trân lên xe rồi đi luôn, không có nói gì hết. Yeah. Dạ gặp em như người xa lạ vậy. Dạ nghĩ cũng buồn anh nhưng mà thôi kệ. Wow. Dạ. Là lúc mà mới quen dạ mới đây là cỡ 2-3 tháng gì hết anh. Ba mới về có 2-3 tháng gì. Không, em hỏi ý là lúc mới bắt đầu mà để quen nhau á là cũng thương nhiều lắm. Dạ đúng rồi, anh thương em lắm. Dạ. Đi chạy xe hợp đồng á là đi Vũng Tàu hay đi Nha Trang gì á, có cua hay là tôm ngon á, anh cũng mua về cho em ăn hết á. Lúc mang bầu ở Trân này anh cưng lắm. Cơm nước là anh đi làm về anh nấu á. Dạ. Dạ, mua tôm mua mực con bự bự cho em ăn không á. Dạ. Dạ, anh không có ăn con nào á, anh nhường cho em ăn hết. Nói chung là thương lắm. Là lớn hơn chị là mấy tuổi hả? Dạ lớn em 10 tuổi á. 10 tuổi. Dạ đúng rồi, lựa người lớn tuổi hơn mình cho chỉnh chạc á. Dạ. Cho biết mình ăn á mà cuối cùng thì cũng vậy thôi à. Dạ. Rồi em bệnh rồi mới có 2 tháng thì ảnh đi trong âm thầm luôn á. Dạ. Không có nói gì tiếng nào luôn á. Chị bệnh là mới rời xa dạ, luôn rồi. Dù là chị có mang bầu con đó. Dạ đẻ rồi, đẻ Bảo Trân ra rồi. Dạ. Đẻ Bảo Trân ra được có 10 ngày à. Là em đi chạy thận rồi, em xuống chợ rẫy em chạy thận. Dạ. Là em ở luôn chợ thận chợ rẫy em đi chạy thận luôn á. Tại dạ. Lúc đó em bù phù bự lắm. Dạ. Em có 8-9 kg lên mà. Dạ là đâu có đi được đâu. Mẹ em thì nuôi em, còn bà nội thì bắt Bảo Trân như ngoại chăm sóc. Yeah. Rồi ảnh thì ảnh chạy xe Bông Trang á. Yeah. Ảnh lui tới cũng qua chợ rẫy thăm em được 2 tháng. Yeah. Tuần hai tuần có thăm em được lần hay lần, cái bắt đầu tháng thứ ba sao không thấy luôn. Mới hỏi mẹ chồng em á. Mẹ chồng em nói là chồng mẹ lạm tụng đồ bự lắm, nó nói nó đi hợp đồng mà không biết nó đi chừng nào mới về. Thì thôi giờ con bệnh thì con lo trị bệnh đi, nó đi đâu cũng đi kệ nó. Mẹ chồng em trả lời với em vậy. Yeah. Thấy là biết rồi. Tại vì lúc mà em và anh quen nhau em cũng biết nhỏ này, em cũng biết. Nhưng mà không có gặp mặt trực tiếp. Chỉ thấy hay điện thoại cho ảnh thôi chứ mình đâu có nghĩ gì đâu. Ừ. Dạ, cuối cùng em bệnh rồi em biết, ảnh quay lại nhỏ đó là em biết. Tại quê nhỏ đó ngoài công đảo.
Dạ, giờ rồi. Mà lúc đó là chị sanh đó là có chồng chị bên cạnh đâu hay là mình có mệt? Lúc em sanh Bảo Trân là có anh còn lên xuống, còn lên xuống còn là kể từ sanh xong là chị đi chạy bệnh đó, rồi, là mất tích luôn. Dạ, lúc đó là tốn tiền nhiều quá chạy luôn. Tại vì lúc đó là em làm công ty mà công ty em phá sản, không có bảo hiểm. Lúc đó em chạy thận Chợ Rẫy một lần vậy là 1.700.000 á, coi như là vàng cưới của em nè, rồi tiền em lãnh thai sản ở trong công ty á, là coi như là chạy trong vòng là một tháng là hết luôn. Đó, dạ. Rồi xe cộ của em chạy á là bán luôn, không còn gì hết á. Rồi mẹ em lo không nổi rồi mới xin tiền ảnh. Ảnh lo cho em được có mấy cử rồi ảnh ớn rồi ảnh đi luôn. Dạ. Nếu mà em nói là nếu mà gia đình em tự lo cho em được á mà không cần tiền đến ảnh á, chắc anh cũng không bỏ em đâu. Tại vì chắc kiểu sợ là gánh nặng của người ta. Đúng rồi. Anh thấy em không có tiền á, rồi em cứ đi chạy thận từng 3 lần á, anh lo không nổi rồi anh ớn quá anh chạy luôn. Đi một đời luôn, không nói thế nào luôn. Từ em tìm hiểu, từ em biết anh có vợ người con đảo luôn chứ. Anh cũng chưa hề một lần anh nói anh xin lỗi em luôn á. Chưa hề một lần xin lỗi em luôn á. Bởi em giờ em chủ yếu là sống vì Bảo Trân thôi chứ em cũng không quan trọng gì có ảnh hay không có. Để mốt giờ em cũng không nói với Bảo Trân là ba con bỏ mẹ hay là ba con bỏ con hay gì, em cũng nói để mấy mốt em mất rồi nó có cơ hội về với ba nó, em muốn nó hận ba nó cho nên em bắt nói về nó xấu ba nó đó, em muốn nói nó nghe gì hết. Nhiều khi nó hỏi ba ở đâu em chỉ nói ba đi làm rồi con đảo vậy thôi, mấy mốt mẹ chết thì con ra ngỏ với ba, em chỉ nói vậy thôi chứ nó cũng đâu biết, kệ nó. Chứ giờ mình cứ gieo trong đầu nó ba bỏ mẹ trong lúc mẹ bệnh này kia, cái ông nó hờn ba nó, mẹ muốn ở với ba nó không được. Nhưng mà có những trường hợp nào mà chị gặp lại chồng chị hỏi tại sao hay là cho anh nói được gì không? Anh không thèm đứng nói chuyện với em mà sao mình hỏi được. Mình không được nói chuyện. Dạ, không có cơ hội để nói luôn. Còn mình, người ta được hỏi. Dạ, ít ra là anh cũng về anh cũng hỏi thăm em một hai câu đúng không? Không, thằng này không, anh không hỏi gì hết. Làm sao anh bắt chuyện anh hỏi được, đúng không? Với lại ảnh giờ lần nào cũng có vợ anh đi theo hết. Giờ em và anh cũng khó nói chuyện lắm. Mà em giờ em cũng không quan trọng nữa. Giờ như thế nào chăng nữa thì anh cũng có gia đình riêng rồi. Dạ, anh có giải thích đi chăng nữa thì cũng đâu có quay, anh không quay về với em được đâu. Cho nên em cũng không cần thiết cái câu giải thích để làm gì. Dạ.